trên mớp hướng về cho đáp. Đây đường này là bắt lẩu chính mớp nè, tại mớp Long Khê. Phía trước là cầu Cần Xây, đường để đi tới cái anh em dạo Long Khê. Đây là cầu Cần Xây. Qua cầu Cần Xây chạy khoảng 300m. Đây để bắt gạo tự động nha, nếu khó khăn thì cứ lấy một bằng, nếu bạn ổn rồi thì nhường cho người khác. Thời gian từ sáng từ 8 giờ cho tới 10 giờ, chiều thì từ 2 giờ cho tới 6 giờ nha. Đây ngay cơ sở Nguyên Lâm chuyên mua bán xe cơ giới phụ tùng qua cầu Cần Xây khoảng chừng 200m thôi các bạn. Đây ở đây có cái dấu này nè, mình đứng cách xa 2m. Đây qua đây. Đây có những cái dấu đây đứng xếp hàng chờ nha. Đó ở đây phát gạo nhớ quý vào. Đây chú ý mỗi người đứng cách xa 2m, đeo khẩu trang, rửa tay trước khi nhận gạo. Sai quy định máy sẽ ngừng hoạt động. Đây vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay phòng chống dịch Covid-19, túi gạo nghĩa tình chia sẻ trong mùa đại dịch Covid-19. Đây là có bọc, lấy bọc xong rồi để qua đây máy sẽ tự động phát gạo cho mọi người. Rồi lưu ý nha, chúc mọi người khó khăn thì nên tới nhận gạo.